Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, lực lượng chức năng phường 12 thành phố Vũng Tàu đã kiểm tra và phát hiện vụ san lấp trái phép tại khu đất nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2, đoạn vòng xoay cầu cửa lắp phường 12. Do vắng chủ nên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc tự ý đổ đất san lấp tại thửa đất trên và niêm yết thông báo tại khu đất vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư công trình phải liên hệ Ủy ban nhân dân phường 12 để cung cấp thông tin về đất đai xây dựng trong vòng 2 ngày kể từ ngày ra thông báo. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không thực hiện, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, trong sáng hôm qua 31 tháng 5, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu do ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tình hình trật tự xây dựng tại phường 12 lại tiếp tục phát hiện hành vi tái phạm tại khu đất này nên đã chỉ đạo xử lý mạnh tay. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thành phố Vũng Tàu phát hiện tài xế hai xe tải mang biển kiểm soát 72C00318 và 72C12640 đang tiến hành đổ đất san lấp tại thửa đất số 55, tờ bản đồ số 68 với diện tích 660m². Ủy ban nhân dân phường 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ tang vật và hai xe tải để xử lý theo quy định. Phía thành phố thì chúng tôi sẽ yêu cầu đưa hai cái xe này cùng với tang vật về trụ sở phường để chúng tôi xử lý. Cái thứ hai về phía vi phạm sử dụng đất này thì chúng tôi sẽ giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường đề xuất các cái thủ tục để thu hồi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp này. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra. Đây là hành vi tái phạm và cố tình. Thì cái quan điểm của thành phố là xử lý kiên quyết và quyết liệt những hành vi vi phạm hiện nay trên địa bàn đang xảy ra rất là nóng. Hiện lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất trên, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định nhằm răn đe các trường hợp vi phạm khác về đất đai xây dựng.